Chú nhờ con rảnh rảnh trưa ngồi với chị Ngọc Lan xíu, cân bằng về tâm lý giùm chú xíu nha. Trời ơi, sinh viên hả, lo học 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 đi kiếm người yêu. Lý do gì mà gọi là nôn nóng vậy? Thì kiếm tới lúc mà tốt nghiệp xong là yêu là vừa rồi. Tay bạn ấy lạnh quá. Tay bạn ấy lạnh quá. Mời bạn nữ. Mời nhà trai. Mời em ngồi. Dạ. Nhà gái dễ thương quá, nhà gái giới thiệu trước đi em. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan cũng như tất cả ở đây. Em tên là Phan Thị Diệu Thanh và hiện tại thì em 22 tuổi và em là sinh viên năm tư trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Năm tư thôi, có học đi làm gì mà thêm ở ngoài không? Dạ, hiện tại thì em có làm gia sư thêm nữa. Gia sư thêm, sinh viên tâm lý học nha, dữ luôn á. Cái này rất là rành tâm lý luôn nè. Mời nhà trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Rồi, chào con. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào tất cả các vị khán giả trong trường quay và các vị khán giả đang xem đài. Em tên là Trương Tấn Khánh, thì năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Bình Thuận và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh làm gì Khánh? Dạ, con đang là nhân viên phát triển phần mềm cho một công ty Nhật chi nhánh tại Việt Nam ạ. Biết đâu mình tạo nên cái phần mềm để có thể hỗ trợ về những cái nhà về tâm lý làm việc được ha. Rồi. Bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi cưng. Đầu tiên là về ưu điểm của em thì em là một người được mọi người nhận xét là dễ thương và biết lắng nghe ạ. Em cũng biết nấu ăn nữa. Còn về khuyết điểm của em thì em là một người khá là kỹ tính và đôi khi thì em hơi quá là nhạy cảm. Không, đối với chị đó không phải khuyết điểm đâu. Rồi bây giờ chúng ta tới với bạn trai nào. Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, tốt bụng, biết quan tâm người khác, biết có trách nhiệm với gia đình, công việc. Nhược điểm của em thì em hơi tự ti về ngoại hình. Tại vì ai cũng bảo em ú, xấu. Cho nên em hơi tự ti một chút. Đâu để tôi chui qua tôi coi coi ổng ra sao mà ổng tự ti vậy. Nhà sản xuất phần mềm. Dạ, em chào chị. Trời ơi, vậy mà tự ti cái gì dễ thương muốn chết luôn vậy đó. Dạ, em cảm ơn. Con trai là phải dày người vậy đó, con gái người ta ôm mới đã. Đúng rồi, nó phải dày ha. Tròn búp mép chút xíu á. Đúng rồi, mà anh đây đâu có tròn lắm đâu, dễ thương mà. Rồi bây giờ sẵn trớn nói luôn nè, đường tình duyên của mình sao? Em thì trải qua 3 mối tình. Cũng khá quá ha. Mai là tự ti đó. Dạ, ngày xưa thì em ốm đẹp hơn giờ. Ngày xưa thì em ốm đẹp hơn giờ. Giờ ú lắm chị. Cái mối tình đầu tiên của em là hồi còn đi học. Thì đó là mối tình gà bông. Thì em cũng là thuộc tiếp là thanh niên nghiêm túc. Yêu rồi lớp mấy? Dạ lớp 10. Lớp 10 là yêu rồi đó hả? Dạ, thật ra là em với bạn nữ đó biết nhau từ năm lớp 8 lận. Nhưng mà tới lớp 10 em mới biết là bạn nữ đó thích em. Lúc đó cũng ham vui, tình yêu gà bông mà. Cho nên cũng tìm hiểu xong rồi cũng yêu. Yêu. Rồi mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai là khi em học đại học thì... Mối tình thứ hai có nắm tay chưa? Dạ có. Dạ có. Dạ có phát triển rồi. Phát triển dạ. Thêm ha. Ta lớn rồi mà. Rồi mối tình thứ ba là chắc hung luôn rồi. Dạ cái đấy thì trong tình yêu đương nhiên người có rồi, nhưng mà em không nghĩ chia sẻ kỹ được. Vậy sao chia tay? Thứ nhất là công việc của tụi em là giờ giấc nó bị nghịch nhau, thì cái giờ mà em rảnh thì bạn ấy bận. Vậy chút nữa mình mở rào á, mình nhớ nói, mình nhớ hỏi bạn gái là giờ nào bạn gái rảnh để mình sắp xếp cái thời gian rảnh của mình nha, cho nó hợp nha. Để tôi qua nhà gái coi. Dạ, chào nhà gái. Trời ơi, sinh viên hả? Lo học đi kiếm người yêu. Học đi kiếm người yêu. Kệ người ta. Kệ người ta. Người ta phải yêu, người ta mới cái tinh thần người ta thoải mái, rồi người ta có người chia sẻ, người ta mới vượt qua được những cái bài học khó khăn. Mới năm cuối à, thì đi kiếm người yêu. Lý do gì mà gọi là nôn nóng vậy? Thì kiếm tới lúc mà tốt nghiệp xong là yêu là vừa rồi.
Dạ đúng rồi, đấy cũng là một phần của lý do. Ngoài ra thì thực sự ra ấy, con cảm giác giống như là nói chung là tuổi thanh xuân thì nó không quá là dài để cho mình cứ phải chờ đợi mãi. Ngày trước thì ba mẹ con ấy luôn luôn nói với con là chị cả trong gia đình mà, nên là ba mẹ con nói là con phải có sự nghiệp, không có yêu đương, không có là làm cho cái việc học bị chềnh mảng ấy. Nên là lúc đấy thì con cũng không có quan tâm lắm. Nhưng mà về mai sau ấy thì con cảm giác như là nếu như mà mình biết cân bằng thì nó không có vấn đề gì cả. Đúng và rồi. Tình yêu thì là một cái điều gì đấy nó rất là ý nghĩa và tuyệt vời. Lãng mạn lắm đó. Mấy mối tình rồi? Con thì con chỉ có một mối tình thôi. Lý do tụi con dừng lại ấy, đó là bởi vì là hai người có cái sự khác biệt nhau về lối sống và cách giao tiếp. Bọn con yêu nhau được hơn 3 tháng thôi. Trời đất ơi, có hơn 3 tháng thôi. Chưa kịp yêu đâu. Chưa kịp yêu gì hết trơn á. Thành ra là chàng trai bên kia cũng cẩn thận nha. Nhiều khi bên đây là học về tâm lý cho nên đọc được tâm lý của người. Đúng rồi. Cho nên anh kia anh sợ. Mình cũng sợ với người tâm lý lắm. Họ đoán trước mình hết trơn. Đúng rồi. Có khi nào vậy không cưng? Dạ cái này thì con xin được nói lại đó là không phải ạ. Tại vì bọn con học bên tâm lý ấy, thì thực sự ra ấy, tụi con không phải là nhìn người mà chúng con có thể biết được là người ta suy nghĩ gì đâu, mà là thực sự là để cho chúng con hiểu bản thân bọn con hơn thôi. Cái thứ nhất là như vậy. Còn về cái việc mà nhìn người mà mình đoán được tính cách hay người ta suy nghĩ cái gì, cái đấy thì chắc chắn cần phải có thời gian, chứ không phải là mình nhìn một cái là mình biết ngay. Không, thật ra là những cái cô mà học về tâm lý hoặc là làm về những cái công việc mà về tâm lý á, thì nó rất là có lợi trong cái cuộc sống của mình. Đúng rồi. Mình cần phải có một cái người như vậy ở bên cạnh. Đúng rồi. Để khi mà mình không có được cân bằng ở trong cái cuộc sống á, thì cái người đó sẽ là cái người giúp mình lấy lại được cái cân bằng được trong rồi. Cuộc sống. À, chú nhờ con rảnh rảnh trưa ngồi với chị Ngọc Lan xíu cân bằng về tâm lý giùm chú chút xíu nha. Tâm lý tôi ổn định quá. Có đôi khi cũng hơi không ổn định lắm. Mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Dạ thì em mong muốn thứ nhất là ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn, rồi em thích là dạng kiểu nắm lùng. Trời ơi, bên đây như cây kẹo ngọt vậy đó em. Dạ. Dễ thương lắm, bé xinh xinh dễ thương lắm. Con là dạng tiếp người là sống nội tâm, thì cũng đôi lúc rất là ít nói mà áp lực trong việc rất là nhiều, thì con thích là bạn nữ là có thể nói nhiều, hoặc bác vui vẻ. Nhiều khi đi làm về mà chỉ cần nghe bạn đấy nói chí chóe là thấy vui lên. Tâm bạn này nói cỡ nào cũng được hết á. Con cần là bạn nữ là có thể là quản lý tài chính được. Bên này có thể quản lý được. Con kiếm tiền thì được, nhưng mà con quản lý tài chính thì không được. Thì nếu mà có bạn nữ thì con cứ giao hết lương cho bạn ấy thôi. Để bên này lo. Bây giờ mình nhà gái mình muốn một cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Thì con thích một bạn trai cao. Bên đây thì cũng tương đối. Chưa cao lắm. Là một người trưởng thành, chín chắn. Và là một người cũng khá là hiền hòa và vui vẻ với mọi người là được rồi. Rất hiền. Thì con không thích điều gì đàn ông nữa? Con không thích hút thuốc. Hút thuốc? Dạ. Khánh có hút thuốc không Khánh? Dạ không ạ. Rồi, ngon lành luôn. Được. Còn gì nữa không? Vô tâm với người yêu. Hoặc là nói chuyện thẳng quá. Đúng. Mình có đủ tự tin để mà mình trả lời một câu chắc nịch là mình là cái người rất là quan tâm tới người mình yêu không? Dạ đủ ạ. Ngon lành. Nhà gái đi với ai? Dạ ngày hôm nay thì con đi với bạn thân của con ạ. Dạ con chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con là bạn thân của Diệu Thanh. Dạ, theo như quan sát và cảm nhận thì con thấy anh bên này có ngoại hình khá là dễ thương, cách nói chuyện thì cũng trưởng thành. Mà anh nói là anh sống nội tâm mà Thanh lại học về tâm lý học, thì em nghĩ là hai người nói chuyện rất là hợp nhau, nên em nghĩ là hai người nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu ạ. Đúng rồi. Chị Ngọc Lan cũng thấy như vậy á. Em đi với ai? Dạ em đi với Dượng. Xin chào chương trình, chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Tôi là Nguyễn Xuân Sang, là Dượng của bạn Khánh. Dượng thấy sao Dượng? Thấy nhà gái thì sao? Dạ được. Và có một cái vừa nãy giống như bạn gái nói là khuyết điểm gì đó, kỹ tính á. Cái kỹ tính nó hợp với cả Khánh. Có nghĩa là nó cũng kỹ tính và nó cần một người kỹ tính. À, cần người tính chứ đàn ông mà kỹ tính được điều nữa nha. Là biết lắng nghe, cứ chịu lắng nghe là được. Thấy Dượng của Khánh hiền không? Khánh hiền hơn Dượng của Khánh luôn á. Rồi, cảm ơn nhà trai và gái. Thấy hai người này hợp với nhau lắm, bây giờ mở rào. Bắt đầu đi Khánh. Dạ. Thanh đang chờ bên kia đó.
anh có món quà anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ. Ok, cảm ơn em nha. Cho anh hỏi trước là em đến từ đâu nha? À, em là đến từ Đắk Lắk ạ. Là hiện tại là giờ em ở đây luôn hả? À, dạ, hiện tại thì em ở quận 5 Sài Gòn ạ. Tháng mấy em ra trường nha? Em chắc khoảng 2 tháng nữa thôi. 2 tháng. Anh hy vọng là 2 tháng nữa là lễ ra trường của em là sẽ có mặt anh và một bó hoa nhé. Trời ơi, cái ngọt ngào dễ sợ, vô đề hay. Tưởng đi xa rồi ai về vô cái ngọt quá. Kiểu này ông mai bà mối không có việc làm rồi. Em có cảm nhận gì về anh không? Em thấy anh là một người khá là dễ thương, một người thân thiện. Anh cảm ơn nha. Em cũng thấy là anh nói chuyện thì cũng kiểu như là rất là dễ để mà dễ mà hai người có thể chia sẻ với nhau ấy. Với cả anh cũng là một người cũng khá chu đáo. Hiện tại em cảm nhận như thế. Ok. Anh tự lập, học làm việc cũng được 8 năm rồi. Dạ. Thì công việc anh này thì giờ đang ổn định ở Sài Gòn, thì anh cũng tương lai thì anh cũng mong là anh vẫn tiếp tục ở đây làm việc thôi. Dạ, hai bạn tiến tới, bạn trai lên đây cơ. Mình chủ động nè, mình nắm tay bạn gái nè, rồi mình nói một cái điều gì đó, nắm tay. Bây giờ nói chuyện với bạn gái xong nắm tay bạn gái. Dạ. Thấy thế nào? Rồi hứa với bạn gái gì đó. Tay bạn thấy lạnh quá. Tay bạn thấy lạnh quá. Thì anh sẽ không hứa với em nhiều đâu. Tính của anh là anh chỉ nói và làm, thế nào làm được. Đối với anh á, ba cái việc thứ nhất là quá khứ, hiện tại và tương lai là ba câu chuyện khác nhau. Hiện tại thì chúng ta có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tương lai để tiến xa hơn. Thì ở tương lai á, thì mình không nói trước được gì. Nhưng mà có một câu nói rất là hay là muốn đi nhanh á, thì đi một mình, mà muốn đi xa thì đi cùng nhau. Đường đi đến tương lai của anh á, có một vé còn trống. Hy vọng là em là hàng khách đó nhé. Trời ơi. Mình lớn rồi, mình đủ để đưa ra quyết định chín chắn, không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng cô giáo tâm lý tương lai. Thấy ga lăng chưa? Nắm tay bây giờ mình đã hẹn hò chính thức hò nhau rồi. Nào, hãy nắm cái này, nắm cái đó, đúng rồi. Cảm giác sao không trai? Dạ thích ạ. Tôi khoái ông này rồi đó. Coi lù khù chứ dắt cái lù chạy hồi nào không biết đó nha. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung, báo tin vui cho chương trình nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn chú. Đã đến đây chúng ta sẽ có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ có duyên. Nhưng mà duyên nó đến chừng nào đó thì chưa biết thôi. Trước khi chia tay thì Ngọc Lan cũng xin phép được nhắc lại về khung giờ phát sóng của chương trình. Hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển, hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 mét vuông đang lỡ dở ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi. Và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 mét vuông đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm hai cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và Sa Đéc một cái. Mời nhà trai. Mời Kim Trân. Xin mời nhà gái. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào Ngọc Lan. Xin chào khán giả trong trường quay có mặt ngày hôm nay. Mình là Quỳnh Phước. Năm nay 49 tuổi. Mình đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hiện tại công việc của mình là kinh doanh. Kinh doanh về gì Phước? Vấn đề đó tí xíu em nói sao được hả? À được. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia hàng rào và anh xin chào toàn bộ khán giả trường quay. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Bình. Năm nay em 40 tuổi, quê thì ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nhưng hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn.
Em đang làm chuyên viên pháp chế cho một công ty bất động sản ở quận 1. Bây giờ mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Phước. Riêng về ưu điểm của mình á, mọi người đánh giá là mình hoàn toàn mọi mặt đều là ưu điểm. Về việc ở gia đình, hầu như mọi thứ tất cả việc trong nhà mình đều làm được, kể cả điện nước không cần phải thuê mướn kỹ thuật. Về cơm nước bếp núc mình cũng rất tốt. Còn về lĩnh vực xã hội, rất là nhiều người nhận xét ngoại giao xã hội thì đạt điểm rất cao. Về kinh tế thì hiện tại thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu, và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình chỉ sống ở Bình Dương khoảng 3 ngày trên một tuần, 4 ngày một tuần, còn lại thì mình sẽ tự đánh xe, lái xe về Kiên Giang. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 mét vuông đang lỡ dở ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi. Quá dữ luôn, tất cả mọi điều tốt hết rồi. Quá trời tốt. Còn nữa không? Đang có 2 căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 mét vuông đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm 2 cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và Sa Đéc một cái. Wow. Trời ơi, anh ơi, mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi dự khai trương không? Chẳng ta. Tất cả bây giờ á là nhà trai tôi đều tốt hết. Em chào anh. Để chào, nhà trai Ngọc Lan hết cái đã. Mình rất ngưỡng mộ Ngọc Lan qua những cái chương trình phim truyền hình. Dạ cảm ơn anh. Rồi mình còn gì nữa nè? Cái mục tiêu của năm 2022 là mục tiêu này là mục tiêu tâm huyết và đặc biệt và cũng là cái sở thích của mình. Là mình sẽ mở một cái du lịch. Nói chung chuyện gì cũng tốt hết, nhưng con đường tình duyên chắc chưa được tốt đúng không? Thì chắc giờ tìm người để... Mình cũng định nói đây là cái khuyết điểm của mình là cái tình duyên không tốt. Cái khuyết điểm cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong lúc này thì mình không ca hát gì được. Đang... cái... Khỏi ca, có tàu là khỏi ca. Đúng rồi. Bây giờ tôi qua nhà gái. Hiện tại thì mình cũng có đang sở hữu một chiếc du thuyền mini. Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Chào em gái. Em gái có ưu điểm khuyết điểm gì em gái? Ưu điểm của em thì cũng chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ thôi à. Em là người chăm chỉ, thích chăm lo cho gia đình và có tính tự lập. Tốt. Dạ. Còn khuyết điểm thì em thấy chắc cũng hơi nhiều chút xíu. Khuyết điểm đầu tiên thì em hơi nóng tính. Cái thứ hai nữa là em hát dở lắm. Em vừa mù nhạc mà giọng em vừa dở. Bữa kia hát được, nay đau họng hát không được. Dạ, dạ. Thôi kệ, bữa nào mình về hát chung cũng được. Nay đã có nước giặt giả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Thứ ba nữa là cái khuôn mặt của em á, do cái cấu trúc khuôn mặt cho nên là nếu mà ví dụ bình thường mà em không cười một cái là ai cũng kêu trời sao mặt nó nhỏ gì mà nó khó dữ vậy, không muốn lại gần. Quay nín cười dạ. Đừng cười thứ ơi, cũng đâu có mất như vậy, ai nói kỳ vậy. Bạn em ai cũng nói hết á. Ai cũng nói hả? Dạ. Bữa nay chương trình không có nói gương mặt thường. Và cũng có nét. Đúng rồi, không có đến mức gì như thế mà. Đừng có tự ti quá, mình phải lạc quan lên giống như anh giám đốc bên kia. Bữa nay mình cố gắng hỗ trợ cho nhau. Hỏi anh sao đến vậy? Lo đếm tiền nhiều quá, lo công việc em nhiều quá. Em hỏi thiệt anh á, chứ cái gì anh cũng có. Điều anh là người một người là gọi là quá toàn diện rồi. Kinh doanh giỏi, tính tình tốt, giao tiếp xã hội là quá tốt luôn. Mà tại sao anh lại có mặt ở chương trình này? Thì mình cũng đã từng gãi đổ hôn nhân. Dạ. Là do mình mãi mê kiếm tiền. Thì đến hôm nay thì mình vẫn còn mãi mê kiếm tiền, nhưng mà mình đã có một cái kế hoạch là mình sẽ dùng người để kiếm tiền thay cho mình. Anh cái Phước, vấn đề thì lúc này thì mình sẽ tập trung vào cái kiếm vợ trước đúng không? Gia đình có tiền mà không có vợ cũng như không á, là cũng mệt mỏi lắm, không ai giữ tiền đó. Bây giờ anh có gia đình rồi, có con chưa và tại sao chia tay và chia tay lâu chưa? Mình đã có một bé gái, năm nay bé gái được 6 tuổi, nhưng mà hiện tại thì bé đã mình gửi bé bên sống bên ngoài với mẹ. Tại vì công việc của mình không có thời gian để chăm bé được. Mình chia tay vợ lâu chưa? Mình chia tay với cô ấy thì năm 2017. Lý do hồi nãy mình cũng nói đó, mình mãi mê lo công việc kiếm tiền. Nói chung là mình đi thường xuyên. Tội nghiệp người phụ nữ thấy chưa? Anh thấy không, anh quá nhiều cái cơ hội có tiền, nhưng người phụ nữ đó họ cần cái sự quan tâm chăm sóc không có, nên họ ra đi. Chính vì thế nên nếu muốn vợ, muốn tìm một người yêu nữa, ngay bây giờ thì phải quan tâm chăm sóc người phụ nữ, chứ không có phải vì tiền mình cứ chạy theo tiền mình quên cái sự chăm sóc đó. Đúng nói không? Chung thì mình cũng quan tâm chăm sóc lắm, nhưng mà đi đâu á thì em cũng cho cô ấy đi cùng, nhưng mà cô ấy là có cái hay say xe, say tàu,
những cái đam mê của em thì cô ấy say, lại là không thích, không đi được. Có say xe tàu vậy không? À, xe thì không có say. Xe tàu không? Tàu thì tùy bữa. Tùy bữa rồi, ổn định. Rồi sao nữa? Sau đó thì em với cô ấy là cũng hai người ngồi lại nói chuyện với nhau. Vấn đề là đi tiếp để cái quãng đời còn lại rất dài. Nhưng mà có những cái điểm là mình không hợp. Không lẽ xe không tàu được không? Xe tàu với chị tay. Cô ấy quan là tới. Ví dụ không đi được. Nhưng mà cô ấy giám sát rất là chặt chẽ. Ghen đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nói thẳng ra hay cô ấy là ghen kiểm tra những cái riêng tư chẳng hạn như là máy móc, điện thoại. Thì những có những điểm đó thì em không thích. Rồi, người phụ nữ là tìm ra mấu chốt, tức là cô ấy quá ghen. Rồi anh kiểm soát anh quá, anh khó chịu. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là bây giờ anh muốn tìm một người vợ sắp tới thì sẽ như thế nào nè, để phù hợp với anh nè. Đúng rồi, chắc chắn là không có ghen rồi đó. Mình không cần tìm cái người phụ nữ là phải có tiêu chuẩn như thế nào. Biết chăm sóc cho gia đình và thông cảm và hiểu với nhau. Không ghen cũng như được. Vấn đề thì mới nói ghen thì phụ nữ nào cũng ghen, nhưng mà không kiểm soát phải có quá. Lý do hoặc là phải có cái bằng chứng, cái cụ thể, cái chứng minh để mình ghen. Rồi. Chứ kiểu như ghen bóng ghen gió mà nói khơi khơi thì mình không thích. Bây giờ hỏi cô kia bây giờ coi những cái ý anh về có chịu được hay không. Em thấy thì do cái tính chất công việc thì anh phải đi nhiều thì là cũng bình thường thôi. Đúng là kinh doanh thì cũng phải tiếp xúc nhiều, chưa kể nữa là tiếp khách nữa. Tiếp khách rồi là vì bộ mặt thì cũng phải tuyển mấy cô thư ký trẻ trẻ đẹp đẹp nữa chứ không. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là thực ra thì ghen thì chắc chắn phụ nữ ai cũng ghen, nhưng mà em thì phải có bằng chứng. Em thì ghen nhanh lắm. Bằng có bằng chứng cái thôi chúng ta cắt luôn đi, chứ còn không cần phải rùm beng lên gì hết, cho nên khỏi đánh ghen đến cái gì luôn. Chứ bên còn em có gia đình rồi đó, ờ. Có con gái rồi đó. Rồi bên em tình hình đường duyên nó có sao không em? À, dạ em thì độc thân từ trước đến giờ, nói chung em bé bền vững. Không phải ấy đâu mà là đang tìm người tử tế để dạ, yêu. Đúng rồi chị, nhưng mà cái điều á, tại vì khi mình nói vậy xong người ta cứ nói thôi, nói thẳng ế bền vững chứ. À, bên đây đầy đủ điều kiện, chỉ thiếu người vợ đỡ kiểm soát, đỡ ghen thôi, hiểu nhau thôi. Bên đó thấy được không? Dạ được anh. Được ha. Coi như là nãy giờ nói qua nói lại hai bên cũng hiểu nhau hết rồi ha. Mình hỏi ý kiến người thân coi người ta có dạ. hiểu không? Mình đi với ai vậy? À, dạ, hôm nay em đi với hai người bạn. Dạ, em là Tuyền, là bạn của bạn Bình. Qua những cái trò chuyện cùng với anh Phước thì em thấy là anh Phước cũng có rất là nhiều điều kiện mà những người phụ nữ cũng sẽ rất là ao ước và thích. Tuy nhiên á, thì em nghĩ rằng là anh thiếu một cái sự quan tâm và chia sẻ thời gian nhiều với người phụ nữ, với gia đình của mình. Nên là em nghĩ nếu hai anh chị là cũng khá là phù hợp với nhau, cũng mong là hai anh chị cho nhau cơ hội để mình được làm quen và tiến tới. Dạ, rồi. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn gái của bạn nãy ạ. Rồi, bây giờ tôi hỏi nhà gái chút xíu. Nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì cũng chỉ mong là cái bạn trai của em là một người chung thủy, có công việc ổn định để cùng em chăm lo gia đình thôi. Vì em cũng là người tự lập về tài chính, từ lúc ra trường đến giờ, nên em cũng không cần thiết là bạn trai phải giàu có gì. Nhưng em mong thì đó là một người biết chia sẻ, quan tâm cho gia đình, không những là cho gia đình nhỏ mà cho cả gia đình lớn của hai bên nữa. Còn em thì em không thích cái người đó, bạn trai gia trưởng, vì tính em là người nóng và em cũng có những cái sự quyết đoán. Rồi, yeah. Bạn trai có gia trưởng không? À, riêng về mọi người nhận xét thì mình rất là thoải mái và rất là dễ tính. Nhưng mà tính của mình thì rất là kỹ tính. Kỹ tính thí dụ đi, giờ nói luôn cho nhà gái. Chẳng hạn như là em là một người rất chi là sạch sẽ. Ở nhà cũng vậy, không có một đôi dép nào hết. Toàn bộ em chỉ đi mang giày. Tại vì em sợ mang đôi dép á thì người khác sọc chân vào. Nếu mà dép của em mang á thì người khác sọc chân vào thì em sẽ bỏ đôi dép. Thành ra chưa bao giờ có một đôi dép. Nói như vậy để tất cả mọi người hiểu được cái tính cách của nhau nha. Rồi bây giờ Phước đi với ai vậy? À, mình đến đây một mình. Một mình đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ mở rào thôi. Đúng rồi. Hai người nãy giờ cũng đã hiểu về tính cách của nhau nhiều rồi. Mở rào để trò chuyện, để hiểu nhau nhiều hơn và đưa ra quyết định cho nó chính xác. Mở rào. Bây giờ thì Phước và bạn gái có thể trò chuyện thoải mái nha. Rồi để mình tìm với nhau, bắt đầu. Anh chào em. Em chào anh. Nhân dịp hôm nay anh đến đây thì sẵn dịp đây thì anh có một bó hoa
để tặng cho em. Dạ, em cảm ơn nha. Và sau đó thì anh xin gửi Ngọc Lan. Dạ, cảm ơn anh. Chúc Ngọc Lan cũng mau có gia đình mới nhé. Dạ. Chúc cái đó Ngọc Lan phải lắm á. Cảm ơn anh rất nhiều, một sự rất là tinh tế của người đàn ông nè. Em cũng có một món quà để gửi đến anh. Món quà này thì nó cũng chỉ hơi có một cái chút tâm tư nho nhỏ của em, là em mong là anh có thể đặt nó ở trên bàn và khi nhìn nó thì có thể nhớ tới anh đã từng gặp một cô gái. Ok, anh rất cảm ơn em. Món quà rất có ý nghĩa và rất đẹp. Rồi hai người cứ ngồi trò chuyện với nhau đi. Em có điều gì muốn hỏi anh hoặc khai thác anh thì em cứ tự nhiên. Dạ, anh cho em hỏi một chút xíu. Vì lúc nãy thì ở cái phần anh có nói anh kỹ tính á, dép anh không có muốn mà mang cùng với người khác. Thì ngoài cái kỹ tính mà không muốn mang dép đó thì những cái thứ khác trong nhà thì anh cũng không muốn dùng chung với người khác hay như thế nào à? Nói chung là đúng vậy. Hầu như là anh đi ra ngoài, ăn uống ngoài cũng vậy, anh đều mang nước cá nhân của anh theo. Anh sẽ không dùng ly bất cứ của ai. Ví dụ như tiệc tùng cũng vậy, nếu mà ai mời anh uống cùng một ly thì đó là anh không uống, người đó giận anh chịu. Dạ. Anh em hỏi cái, bây giờ dép anh không mang chung thì mền anh có đắp chung được không? À không, cái đó là bình thường. Đã nằm trên giường cùng nhau thì không còn ngại về vấn đề gì là riêng tư. Ok, hết hồn luôn á. Anh cũng nói là công việc của anh là khá là bận. Thì anh có nghĩ là trong những cái thời công việc bận rộn như vậy thì anh có thể sắp xếp được thời gian để cho gia đình hay không? Đặc biệt ở anh thì cái tiêu chí của anh á, quen tìm hiểu một người phụ nữ á, anh sẽ không bao giờ để mất thời gian cho hai phía. Ví dụ chẳng hạn như trong 3 tháng đến 6 tháng, nếu mà mình cảm thấy không hợp thì mình sẽ dừng lại, đỡ mất thời gian cho hai bên. Trong cái khoảng thời gian anh bận việc thì anh có thể sắp xếp đưa giao cho nhân viên làm việc những việc đó, trừ khi những việc nào mà nhân viên không giải quyết được thì mới đích thân anh giải quyết. Anh là người tự do, thành ra bất cứ lúc nào và ở đâu anh cũng có thể giải quyết và đến đó được, nếu mà có việc cần ở đó. Lúc nãy anh cũng nói là anh cũng đã có một bé rồi. Nhưng mà em không biết là nếu như mà lập gia đình mới thì anh có muốn có thêm bé nữa hay không, hay như thế nào ạ? Đặc biệt là vấn đề này thì anh không thích là có thêm bé nữa. Tại vì thứ nhất tuổi anh đã lớn, là anh cũng chuẩn bị qua tuổi tới tuổi nghỉ ngơi. Nếu mà anh mà bây giờ trong lúc này thì anh có bé Bi nữa thì anh sẽ mất thêm mười mấy năm nữa là không có cái sự được nghỉ ngơi, và những cái dự án kế hoạch của anh còn đang dang dở. Rất là may mắn khi mà bạn nữ hỏi cái câu này, bởi vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thật ra anh, cái quan điểm của anh đó là không có sai. Đúng là khi mà chúng ta sanh một đứa trẻ ra, chúng ta phải có trách nhiệm với nó ít nhất là tới 18 tuổi. Thì tới lúc đó là anh 60 tuổi rồi. 68 à? À 68. Đó. Thì cho nên là cái quan điểm của anh nó rất là đúng. Nhưng mà nó sẽ có phù hợp với lại cái người nữ hay không thì đó lại là cái vấn đề khác. Không biết là về cái vấn đề này thì bạn có cùng quan điểm với anh không? Lan nghĩ là chắc... Thực ra thì em vẫn muốn có ít nhất một bé. Đúng rồi. Chính xác. Mặc dù... Vì... em cũng biết là ví dụ như tuổi của em thì có một bé thì nó cũng đã là rất là khó khăn, rất là khó rồi, vì cũng đã 40, nếu mà nuôi mà để cho bé trưởng thành đi nữa thì nó cũng đã 60 rồi. Nó rất là mệt mỏi, nhưng mà em nghĩ là có một đứa con thì nó sẽ là một chất xúc tác rất tốt. Đúng. Cho giữa hai vợ chồng. Thật ra nãy chia sẻ anh cũng hiểu anh muốn như vậy, nhưng mà theo lên thế này nè, nếu như hai người có cùng duyên nào với nhau đó thì thật ra thêm đứa con nó không sao cả, vì anh đủ điều kiện để có thể chăm sóc đứa bé và cái người bên cạnh anh đủ sức để chăm sóc đứa bé, nên mở ra chút xíu đi. Theo Linh là như vậy. Đó là cái quan điểm và cái sở thích của mình. Còn lại á là cái người phụ nữ ở bên cạnh em á là có bản lĩnh hay không. Nếu mà đủ bản lĩnh thì có thể là đôi ba đứa còn vẫn không sao. Ý của anh nói là tình yêu của hai người á nó đủ lớn và đây là cái người phụ nữ mà anh cảm thấy là ồ, mình tìm đúng người rồi, vợ mình muốn cái gì mình cũng ok, mình cũng đồng ý và rất là vui vẻ. Rồi ok, mình đã phân tích tận cùng của câu chuyện này. Cái quyền quyết định của hai người thôi. Rồi anh chị đủ lớn để chúng ta đưa ra quyết định này nào. Để tay nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bằng chính con tim của mình nha. Thấy được thì bấm, không được không cần bấm. 1 2
3. Hết thời gian. Nếu như mỗi người chịu hy sinh cái cá tính mình một chút thì câu chuyện nó cũng sẽ đẹp. Mỗi người chúng ta tìm cho mình một nửa mảnh ghép, phải thật hợp quý vị nhá. Phải hợp mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Phải có duyên, có phận với nhau thì mới cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Chúc cho anh chị sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Chúc chúng ta sẽ thành công, bình an và thật nhiều may mắn trong năm 2022. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin được cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn anh. Một chút tiếc nuối nhưng cũng thấy vui là các bạn hiểu được bạn mối hò như thế nào. Không phải bấm nút là bấm cho có, mà các bạn hiểu được đó là một sự nghiêm túc. Đó cũng là tiêu chí của chương trình quý vị. Không phải ai lên đây chúng tôi cũng đều muốn họ bấm cả. Có như thế mới thấy được bạn mối hò rất là thật. Bấm là hướng đến một tương lai tốt đẹp. Để xem cặp đôi thứ hai sẽ mang đến cho chúng ta những cái cảm xúc gì nha. Dạ. Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ chào chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi hả? Dạ từ hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô giáo thích em luôn. Cái này là người đàn ông tự tin, trưởng thành và chững chạc ạ. Tôi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi. Rồi gì nữa con? Có khiếu hài hước ạ. Ôi hài, quá bây vui. Giờ nói vui đó. Con có thích cái mẫu người mà trời thì đang rất là nóng nhưng mà vẫn mạo da không? Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình. Chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Chào chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Văn Lâm. Hiện tại em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống tại Bình Dương, đang làm việc tại quận 9. Lâm làm gì? Dạ hiện tại thì con đang làm kỹ sư quy trình sản xuất cho một công ty Nhật Bản. Dạ tức công việc của con tức là con chuyển giao cái công nghệ từ bên Nhật Bản chuyển về Việt Nam. Về máy móc đó hả? Dạ. Mời nhà gái. Dạ xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Việt Hà, em sinh năm 2000. Em đến từ Bình Dương và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của ngành giáo dục tiểu học tại trường Đại học Thủ Dầu Một ạ. Lâm hỏi coi Bình Dương chỗ nào đó? Dạ em ở Dĩ An ạ. À vậy là gần anh luôn á, anh cũng Dĩ An đây nè. Bây giờ thì ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Lâm? Dạ thưa chú Quỳnh Linh thì con có ưu điểm đó là con tự nhận mình là có tính tự lập khá là cao. Có ý chí cầu tiến cho công việc, có trách nhiệm những hành động và lời nói của mình. Được. Con cũng không hút thuốc, biết nấu ăn để ăn thôi. Chứ không ngon chứ. Có đam mê thể thao, nhất là bóng đá. Có đam mê nghệ thuật nhưng mà không hát hay. Con là quê đâu? Con ở Ninh Thuận chứ. Bây giờ mình sống Bình Dương, sống với ai? Con hiện tại con sống một mình. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm của em đó là em đôi khi bị hoang tưởng chứ. Hoang tưởng sao? Hoang tưởng nặng hay nhẹ? Tức là hoang tưởng, ví dụ là con đi đi đâu á, công ty hoặc lại đi đâu trên đại khái thôi. Tức là gặp một bạn nữ mà nhìn con tưởng mình nó thích con. Vậy dạ, về nhà cái hoang tưởng rồi, xong rồi cứ nghĩ mình nó thích mình. Nhiều người đàn ông hoang tưởng vậy lắm. Dạ. Tưởng đâu nặng lắm mới sợ thôi. Còn cái đó thường thôi. Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ chào chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi hả? Dạ từ hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô giáo thích em luôn. Cái này là người đàn ông tự tin. Một khao khát để một người ta thương mình đó, tạo nên cái sự ảo tưởng đó. Dạ đúng rồi, ảo tưởng đó. Ảo tưởng sức mạnh đó. Trên mạng giờ hay có anh hay nói vậy? Chỉ là em biết sức mạnh em yếu thôi. Nhưng mà em tự ảo tưởng mình em thôi chứ không cho người khác biết đi. Đúng rồi. Nhưng mà lúc mà mình tưởng tượng xong á, mình hoang tưởng xong rồi mình có nói không? Mình có nói cái điều mình nghĩ không? Dễ gì dám nói. Không dám nói chị, tức là mình biết mình nghĩ mình vậy thôi. Ví dụ như ở trên công ty có nhiều bạn nữ nhìn em tưởng thích em, nhiều khi ngại ngại lắm. Rồi về nhà cứ tưởng tượng. Tưởng tượng là bạn trong ngủ mơ, bạn nói lấy mình gì á. Vậy nó hoang tưởng nguyên công ty luôn á. Dạ không chú, ít hả chú? Bây giờ thì cái sự ảo tưởng, hoang tưởng nó biết rồi. Nhưng mà bây giờ con có mấy mối tình rồi?
Dạ con thưa chú là con có 3 mối. Chính ba có 3 mối. Mối dài nhất là mấy? 3 năm rưỡi chú. Cái mối thấp ít nhất là bao nhiêu? Là được 6 tháng. Thôi 6 tháng bỏ qua đi. 3 năm rưỡi đó. Vì lý do là hai người không có cùng cái chung quan điểm sống, với lại là sở thích nó hơi khác nhau chú. Đi ăn uống có một số món ăn không được, trái ngược nhau chú. Con ví dụ con ăn không sầu riêng không được. Rồi xong bạn nữ cứ rủ đi ăn sầu riêng. Riêng không à. Coi như là cuối cùng là chia tay nhau bao lâu rồi? Dạ thì mối tình đó thì cũng hay hơn xong chia tay 2018 á chú. Bây giờ có vương vấn gì cô nào nữa không? Hình như chắc không, nhưng mà ý là tưởng tượng thôi chứ không có vương vấn gì nhiều. Lan nhìn nó coi Lan. Vì Lan yêu con không? Dạ, chắc tố biết vậy chú. Tức là sao em, ai mà nhìn em cái tối về mà nằm mơ thấy người ta là em nghĩ người ta thích em hả? À? Dạ nhưng mà cũng kiểu như là tùy trường hợp nữa chị. Trời ơi. Thôi sáng mai chú gọi điện thoại cho con nha. Dạ, nét xíu chú cho con số điện thoại đi. Rồi chú số điện thoại. Không chị, tối nằm mơ nó thấy mấy người. Đừng thấy tôi nha. Thấy tôi nó khác à. Chào chị dễ thương lắm em ơi. Dạ. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình và khoảng 4 năm. Trời ơi, sinh năm 2000 mà có một mối tình kéo dài 4 năm. Là yêu nhau từ hồi lớp 10 hả? Lớp 10, lớp 11. Yêu từ đầu năm đại học. À đầu năm đại học. Đúng rồi, mình tính sai rồi mọi người. Mình còn chơi với kia bị sai. Mà yêu 4 năm là cũng sâu đậm lắm á. Do cảm thấy không hòa hợp với nhau nữa cho nên là cũng đưa ra quyết định chia tay. Bây giờ thì con muốn có một người yêu lý tưởng thế nào Lâm? Dạ mỗi người con thích thì về ngoại hình thì có chiều cao tầm 1m58 cộng trừ 3cm. Con thích một bạn nữ có má lúm đồng tiền. Dễ lắm. Trời ơi. Tóc dài. Giờ còn về tính cách thì con thích có hai dạng, một là vô cùng ngây thơ, còn hai là vô cùng có nhiều kinh nghiệm. Thì bây giờ lỡ mà đang quen một cái bạn mà vô cùng ngây thơ, cái gặp một bạn vô cùng dày dặn kinh nghiệm, tức là em sẽ chọn cái người trước, quen trước. Đúng rồi. Thiệt không? Dạ thiệt. Mà tôi thấy bên kia có cái ngây thơ rồi đó. Có má lúm đồng tiền. Có. Chào bé 2000 đây hả? Ngay có đồng tiền. Có đồng tiền luôn. Dễ thương. Tiền điếu dễ thương. Dạ. Lắm. Con chọn tiêu chí người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Tiêu chí quan trọng của con thì về quan trọng về tuổi tác trước ạ. Tuổi tác là sao? Là 93 hoặc 98 ạ. 93 hợp rồi đó. Rồi ba má con dặn vậy đúng không? Thầy dặn hả con? Hay là thầy bói dạ, dặn? Cái này thì con vô tình con đọc được một quyển sách thì con vô tình con thấy là hai cái tuổi đó con hợp ạ. Trời, đọc sách xong nó theo sách luôn mười. Đây 93 ngon lành. Không gia trưởng. Dạ con không gia trưởng nhìn mà con hiền khô à. Ừ hay tưởng tượng vậy là không có gia trưởng đâu. Trưởng thành và chững chạc ạ. Tôi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi. Rồi gì nữa con? Có khiếu hài hước ạ. Ôi quá vui. Giờ nói vui đó. Con có thích cái mẫu người mà trời thì đang rất là nóng nhưng mà vẫn mạo da không? Đôi lúc thì con cũng hay vậy. Cuộc sống đôi khi nó cũng khùng chút nó vui. Chú đôi khi chung khùng bạo luôn á. Thời trang phan thời tiết. Đúng sao? Rồi. Mà hôm nay trời lạnh không sao. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ thưa chú Quỳnh Linh, hôm nay thì con đi với lại một bạn đồng nghiệp. Vâng, xin chào chú Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Thì trong công việc ấy, Lâm cũng rất là hòa đồng, thoải mái với mọi người. Mong hai bạn là cho nhau một cơ hội có thể tìm hiểu, có thể đến với nhau. Lâm có bao giờ nằm mơ thấy em chưa? Cái đó chắc là em không biết, nhưng mà chắc là không được đâu. Vì mơ tới thì... Mơ nó cũng dám nói đâu. Ừ, đúng rồi. Rồi xong. Vậy là nhà gái yên tâm chưa? Nhà gái yên tâm phần nào? Người nhà của nhà gái nè, em đi với ai? Dạ, em đi với bố mẹ và anh chị ạ. Trời ơi, có bố mẹ luôn. Có bố mẹ rồi đó nha. Xin chào hai MC bên nhà trai, chào khán giả đang coi truyền hình và trong hội trường ngày hôm nay. Con gái của tôi thì đang học năm cuối đại học trường tiểu học. Cháu cũng có chí tiến thủ trong phong trào chống dịch vừa rồi. Cháu cũng tham gia đội quân tình nguyện cùng với bố làm trong công tác là tổ an toàn Covid của khu phố. Bạn trai bên này thì thấy cũng chứng trạc, trưởng thành cũng là kỹ sư rồi. Thì tôi bản thân tôi thì cũng là kỹ sư. Hay quá. Năm 29 tuổi thì tôi cũng mới lập gia đình. Tôi thì có hai cháu gái, đây là cháu gái lớn. Dạ, nguyên một gia đình mình đi luôn. Còn đây là bà xã tôi.
cái bạn trai bên này thì cũng trưởng thành, thì các cháu các con cứ tạo cho nhau một cơ hội. Còn dạ, cái học có lấy nhau không đó là vạn sự tùy duyên. Em trai nói gì vài câu với dạ con chào vào cô chú tiếp nữa. Dạ thì đến với chương trình hôm nay thì con nghĩ là cũng có duyên với cô chú, tại vì thứ nhất là con cũng ở Dĩ An nữa, con thì làm giờ hành chính thôi, thứ bảy thứ sáu thôi, thứ hai thứ sáu thôi, bảy nhật nghỉ, thì nếu có thời gian thì con cũng bỏ nhiều thời gian để hẹn hò bé như thế nào, thử xem nếu mà gia đình cảm thấy con phù hợp thì tạo điều kiện cho con. Dạ chị là kỹ sư hết, có thể hiểu nhau rất là nhiều ha. Bây giờ mở rào. Bắt đầu đi em. Đến với chương trình thì anh có một cái chú gấu tặng cho em, tức là mỗi lúc em nhìn thấy nó là tức là nhìn thấy anh vậy đó. Anh là con gấu của em. Dạ, em cảm ơn anh. Đến với chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Thứ nhất là một tiệm chấm thiệp do tay em tự làm. Đây là một món quà về một chiếc cốc xinh xắn, thì em mong là anh sẽ giữ gìn sức khỏe bằng cách uống nước mỗi ngày. Anh cảm ơn em nhiều nha. Nè, mình khoe với mọi người đó. Rất là đẹp mọi người ơi. Nãy giờ nói chuyện em mỗi vào em thấy anh sao? Cũng khá giống với những suy nghĩ mong đợi của em. Dạ, cảm ơn em. Anh dạ, em anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em thì cũng dễ thương á. Biết được em ở Dĩ An thì anh cũng thích, cũng dễ tiện, ví dụ hẹn hò thì nó cũng tiện, đi chút xíu à, ngày gặp như cũng được. Thường ta tuần gặp lần hai lần á, mày ngày gặp như cũng được. Nãy chú lộn cũng vậy vụ đó đó. Anh có ngại không khi mà quen một người chưa có công ăn việc làm ổn định như em? Đâu gì đâu, thì hồi xưa anh như sinh viên anh cũng đâu có việc làm đâu, thì ra trường rồi mới có việc làm, rồi mình tìm hiểu công việc của mình như thế nào, rồi cái khả năng của mình như thế nào, rồi xong rồi mình đi hướng nào, đầu tiên đi hướng nào trước, rồi mình cái ngành mình học là cái gì á, rồi mình đi hướng đó thôi, từ từ không có kinh nghiệm, từ từ sẽ có kinh nghiệm rồi đi làm thôi. Nếu mà em chưa có công việc làm thì lấy nhau thì anh nuôi em được mà, đâu có gì đâu. Trời ơi. Mà giờ nè, Lâm ở trọ đúng không? Dạ. Nhà em gái thì có gia đình ở sát bên luôn. Không biết Lâm có thể ở rể được không Lâm? Con thì không sao, chỗ nào mà bạn nữ thấy hạnh phúc thì con sẽ ở đó thôi là chứ không. Hay quá. Vậy nhà trai thấy ổn không à? Giống tôi nữa, tôi cũng hai đứa. Dự định của em là khi nào lập gia đình? Dự định của em thì khoảng 2 đến 3 năm nữa. Dạ. Nhà được rồi đó. Là đúng thời điểm con tích cóp luôn á chứ. 2 năm anh thấy cũng ổn quá. Thì thôi, nhưng mà có cái là nó qua 30 tuổi thì để con nó không tốt. Cái đó em nghĩ là nó không phụ thuộc gì mấy đâu ạ. Người ta qua 30 tuổi sanh con nó tốt là cái cơ thể người phụ nữ. Dạ. Hiểu chưa anh? Thế còn anh là đàn ông thì sao cũng được. Sợ lớn yếu. Trời, mới có chút xíu mà nó sợ yếu. Là qua 30 là yếu. Sợ gì thầy thôi, nhưng mà chắc cũng không đến nổi đâu. Em trai bước tới, nắm tay em gái đi. Đó, hát một câu hát gì đó, giao lưu âm nhạc gì đó. Em có một bài hát, hát dở lắm. Anh nắm tay em xíu nha. Người yêu ơi có biết anh đã yêu em rất nhiều, chẳng có những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm, nhưng anh thật sự nhớ em. Muốn được cho che, mỗi khi đông về, anh muốn nói yêu em rất nhiều. Hát được mà, Lâm hát hay á. Anh hy vọng là qua chương trình này em sẽ chúng mình sẽ có biết nhau nhiều hơn, thì cũng còn với nhau á, thì hẹn đi trà sữa sát bên, em muốn giờ nào thì anh đi giờ đó với em. Yeah. Em tới đây thì em cũng có một bài hát gửi tặng với anh ạ. Em hát một đoạn điệp khúc nhỏ. Nắm tay luôn á.
Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên, bên mình sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Để những ước mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Rồi, cảm ơn em bài hát nha. Rồi mình bấm cái tối mình hẹn đi uống trà sữa luôn. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Đã đến lúc mình lắng lòng lại. Con tim mình có thật sự rung động chưa? 1 2 3. Hết thời gian. Bây giờ chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Ngay từ bây giờ đừng mơ ai nữa nhé. Dạ, giờ có người ảo tưởng không? Giờ con nghĩ với bạn gái thôi. Đúng rồi, được nha. Xíu chú cho con xuống thoại nha. Ừ, nhớ mai báo chú nha. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ là những phần quà dành cho các bạn. Chúc mừng hai bạn. Những cặp đôi như thế tôi luôn luôn nhớ và khán giả cũng rất là nhớ. Vậy chúng ta cùng nhau chúc phúc cho họ để họ có một cái mối tình hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi luôn quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Em biết là người ta có người khác á. Nên em chủ động dừng lại luôn. Lúc đó em đang ở bên Hàn Quốc á. Thì chia tay cái là em bay về Việt Nam luôn. Vậy bạn này chung tình lắm nè. Thật ra là muốn chia tay và muốn gọi là không muốn ở đó để nhận cái sự đau buồn đến thất tình luôn. Vậy là bạn này cũng yêu bạn đó lắm. Mình có thất tình lần nào không? Dạ có chứ ạ. Có. Kiểu là không dằn vặt lắm đâu. Nói chung là suy nghĩ về tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Dù gì anh, người chồng cũng là đàn ông ấy thì ít nhất cũng phải nhường phụ nữ. Em chưa biết chuyện đó đúng hay sai. Nhưng mà ít nhất thì hai người cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng vấn đề. Chứ đừng có bỏ đi nha. Em ghét mà đang nói chuyện một cái xong cái bỏ đi ngang vậy. Xin mời bạn nữ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Chúng ta giới thiệu về mình đi bạn nữ. Dạ, xin chào tất cả khán giả trong trường quay. Em tên là Phan Thị Thu Nga, đang sống ở Đắk Lắk và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm quản lý nhân viên bộ phận sale của một nhãn hàng thời trang Việt Nam ạ. Rồi, mời nhà trai. Em xin chào MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cùng tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Thái Vũ. Em năm nay 32 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Dạ, em làm phiên dịch viên với kiêm quản lý sản xuất trong một công ty của tập đoàn Mỹ. Tiếng gì? Phiên dịch tiếng gì? Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Dạ. Kamsabida. Anh nhớ sao vô? Bạn là sơ bạn gặp sư Bita. Không hiểu. Không hiểu. Em rất vui được gặp anh. À. Dạ. Mình sẵn trớn, mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi bạn trai. Em thì ưu điểm là tự lập, nói chung là làm được tất cả các việc nhà với nấu ăn. Đi làm về thì hầu như là em không ăn ngoài. Điểm yếu của em thì em hay thất hẹn. Tối nay hẹn gặp bạn 8:20 nhưng mà có thể là 8:30-9:00 thì em mới đến. Là em đôi lúc hay lề mề á. Em không thích người trễ hẹn đâu, tại vì em là người đúng giờ đó. Chết màu. Chết rồi chơi gì hết trơn. Không sao em. Cái này là sửa được. Cái này là sửa được nha. Anh em CEO. Thật sự ra mình đi làm mà mình để trễ giờ nữa nó cũng không có tốt lắm đâu. Trong công việc thì em là nó khác lắm. Okay. Đâu là đấy, đi làm là phải đúng giờ. Còn những cuộc chơi bạn bè này nọ thì. Thì hy vọng là hẹn với bạn gái thì sẽ không có như vậy. Dạ. Bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì nói nhiều nữa, không biết là ưu điểm hay là nhược điểm. Biết nấu ăn. Còn điểm của em thì mê ngủ. Mê coi K-pop ạ. Em thích xem mấy cái ca nhạc của Hàn Quốc ạ. Đúng bài. Mày mốt coi gì mà không hiểu. Kêu bên đây dịch. Bên đây dịch. Với lại có một cái nhược điểm lớn nữa. Em không thích những người hay trễ hẹn. Thường thường trễ hẹn làm cái sự chờ đợi của người ta. Nó khó chịu. Nhiều lúc là công việc theo tính chất công việc ấy. Nhưng mà đừng có trễ hẹn quá. Nếu mà lý do chính đáng thì bình thường ạ. Rồi bây giờ thì bạn Nam. Cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Em trải qua 3 mối tình. Mối dài nhất là 3 năm rưỡi. Còn mối ngắn nhất là 7 tháng.
Nhưng mà mình có biết lý do tại sao mình chia tay cái mối tình mà 3 năm mấy không? Em biết không sừng nữa. Hả? Em biết là người ta có người khác á. À. Nên em chủ động dừng lại luôn. Lúc đó em đang ở bên Hàn Quốc. À. Thì chia tay cái là em bay về Việt Nam luôn. Vậy bạn này chung tình lắm nè. Thật ra là muốn chia tay và muốn gọi là không muốn ở đó để nhận cái sự đau buồn đến thất tình luôn. Vậy là bạn này cũng yêu bạn đó lắm. Bao nhiêu lâu rồi bạn? 4 năm rồi. 4 năm rồi. Vậy thì quên hết rồi đúng không? Dạ, em về Việt Nam tầm 2 năm nói chung là. Nhưng mà chị Ngọc Lan nói em cái điều này nè. Mình thất tình, chia tay, buồn thì buồn. Có bị cắm bao nhiêu cái sừng đi chăng nữa, nhưng cái công việc của mình, cái sự nghiệp của mình á, thì mình cố gắng giữ. Chị không biết lúc đó, thời điểm đó là cái công việc của em bên Hàn Quốc nó có quan trọng hay không mà em bỏ ngang em về. Nói chung là, thì đối với chị là nó hơi tiếc á. Thời đó thì em đang đi làm, em nhìn công trình xây dựng á. Ừ. Thì làm hết rất được luôn. Nhưng mà đến lúc em bị bắt về, cái người khác thế vào người ta làm. Thời đó mình bị mất đi. Thì nói chung là mình có một cái hối hận nhưng mà thôi. Thật ra là có những bạn trong tình yêu bạn cũng quyết định cũng đúng. Ở đó cũng không làm được gì cả. Đôi khi á, Lan biết không, thất tình á là nó một cái đau khổ kinh khủng và lúc đó chúng ta không làm được gì cả. Thậm chí mình làm nó thất bại, bị người ta đuổi đó còn ghê hơn nữa. Nói chung là Lan vẫn muốn các bạn là sự đối, nhất là đối với đàn ông, sự nghiệp là phải quan trọng. Ai cũng nói như vậy, nhưng mà thử thất tình một lần đi. Không, chúng ta cố gắng thôi. Vậy tức khó là mình lắm, bị... tình yêu mà. Tôi cũng nghiên cứu rất nhiều về cái chuyện thất tình đó. Tôi hiểu được cái sự thất tình, đỉnh cao sự thất tình là tất cả đều là hư vô hết. Chỉ lúc đó chỉ nhớ đến một người đó thôi. Tôi lại thấy cái phần trách nhiệm với công việc cũng quan trọng lắm. Đó, có nghĩa là Lan chưa thất tình. Có. Chưa. Mối tình đầu của người ta, tao đau khổ cũng chết luôn á. Chưa, như thế là chưa thất tình đâu. Thất tình nó phải dữ dội lắm. Thất tình nó phải đau khổ lắm Lan à. Người ta muốn rời xa điều đó để người ta quên đi hết tất cả mọi thứ. Tức quá. Không có tức đâu. Không, mọi người mỗi quan điểm đi. Vậy đi. Ừ. Mối tình mà buồn có 7 ngày chưa phải thất tình đâu. Trời ơi, người ta ý là người ta khóc 7 ngày liên tục. Trời thiệt á mọi người, tôi chia tay mối tình đầu tới 5 năm sau mới có thể dám yêu một người khác. Và tới cả 7 năm sau mới để dám mở lại Facebook của người đi. Đó hàng triệu người thất tình, người ta quên tất cả mọi thứ hết. Đó chỉ là mình hiểu lầm về sự thất tình thôi. Không, tôi nói là tôi thất tình nhưng mà là tại vì tôi là rất là bản lĩnh. Tôi với lại tôi rất là trách nhiệm với công việc cho nên tôi phải làm việc. Em nhưng mà thôi mai mốt mình nha, mình đàn đó, ông ngày xưa em đang còn ít tuổi thì đang suy nghĩ nó nông cạn thôi. Ừ. Giờ bây giờ em rút ra được kinh nghiệm rồi. Ừ. Bây giờ tôi qua tôi coi nhà gái sao nè. Xin mời. Ừ. Trời ơi. Làm gì tranh cãi vô thất tình của nhà trai tôi dữ vậy? Nhà gái có thất tình là nãy nào chưa? Nãy giờ tôi thấy mấy người tranh cãi thất tình của à. Tôi á, chứ không phải của nhà trai. Nhà gái dễ thương ha. Bây giờ mong muốn tìm người bạn đời như thế nào? Ừ, dạ, thứ nhất là trưởng thành, có công việc ổn định, cá tính quyết đoán, quan trọng nhất là phải trung tình. Trung tình người ta mới bỏ Hàn Quốc ta về Việt Nam đó. Đó, đỉnh cao của sự thất đỉnh tình. Đỉnh cao của sự thất tình nằm ở đó. Đỉnh sau cao của sự đau khổ nằm ở đó. Như thế mới gọi là thất tình. Dạ, ngoài ra còn ngoại hình thì cao hơn em khoảng 1m7 ạ. Khoảng 1m7 ạ. Tại vì hiện tại em đang cao 1m6 rồi. Rồi. Mình có thất tình lần nào không? Dạ có chứ ạ. Có. Kiểu là không dằn vặt lắm đâu. Nói chung là suy nghĩ về tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Tùy tính cách của mỗi người mà chúng ta có một cái cách thể hiện và cái cách đón nhận trong cái chuyện tình cảm nó khác nhau. Chứ không thể nào nói đây là chưa thất tình. Vậy đi. Để tôi về tôi xem coi nhà trai đáp ứng khoảng nhiêu. Nhà trai tôi đáp ứng khoảng 90% về cái yêu cầu của nhà gái rồi đó. Nhà trai thì mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Em nói chung là mong muốn một người con gái là nói chung là trung tình, công việc thì cũng ổn định tí thì càng tốt, biết đối nhân xử thế. Ok, em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Em thấy hai bạn này hợp không? Em thấy hợp ạ. Hợp hả? Dạ. Em thấy bạn trai thì sao? Bạn trai thì cũng chín chắn trưởng thành. Ừ. Đúng cái mẫu người mà Nga. Ừ. Kiểu lý tưởng ấy. Lý tưởng? Ừ. Em có thấy là chị Lan như vậy là có thất tình đúng không? Đúng chị. Đúng. Có thất tình nhưng người ta mạnh mẽ thôi. Ok chị. Rồi. Cảm ơn em. Đi với ai? Dạ em đi với anh kết nghiệp của em. Anh chào anh Linh, chào chị Lan ạ. Về nhận xét bạn gái bên này thì bạn này cao, dễ thương, trắng. Nếu mà đã quản lý một bộ phận sau thì công việc cũng ổn định rồi. Thì cũng đồng nghiệp với bạn Thái đây, bạn này cũng quản lý bên cái mặt sản xuất. À vậy ạ. Dạ.
sợ cái trở ngại duy nhất là cái địa lý, vị trí địa lý thôi. Nếu hai bạn mà thực lòng với nhau thì anh thấy cũng hợp ạ. Rồi, ok, cảm ơn em trai. Dạ. Rồi bây giờ mình mở rào xem. Mở rào. Nào, bây giờ là sân khấu của các bạn đó. Không gian của các bạn, cứ thoải mái đi. Bắt đầu đi Vũ. Cô bỏ hạt tập. Em cảm ơn. Anh cảm ơn nha. Em cảm nhận anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng được, cũng chín chắn. Mời em. Đẹp trai không? Dạ cũng đẹp. Đẹp trai á, chị thấy đẹp trai á. Style dạ. Rất là Hàn Quốc. Dạ vâng. Anh thấy em nói dễ, giọng nói dễ thương, da trắng, mặt nhìn dễ thương. Em quan niệm về tình yêu như nào? Em quan niệm về tình yêu thứ nhất là phải trung thủy, thứ hai là phải tôn trọng, và thứ ba là phải có sự quyết đoán. Anh ở dưới thành phố mới Bình Dương? Anh ở Bình Dương. À. Chắc Bình Dương. Đi xa như thế thì em nghĩ nếu mà hẹn hò thì như nào? Cái này tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu mà mình có tình cảm thì em nghĩ khoảng cách nó không là vấn đề. Anh đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thôi. Em thì làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Em nghĩ thời gian nó cũng tương là thích. Nếu có thời gian, nếu mà mình thấy được thì có thể là anh làm về 5 giờ chiều anh chạy lên cũng được. Quan điểm của anh thì nói chung cả hai cố gắng vì nhau mà sống, vun đắp nhau để tạo một cái gia đình cho hoàn thiện hơn. Cố gắng nhường nhịn nhau những lúc mà đang nóng giận á, thì cũng đừng có giận lên để cứ tức cá bầm thớt để cứ nói tào lao ý. Anh nói là giận cá giếm thớt á hả? Đúng rồi. À không, cái này thì em nghĩ chắc em không có đâu. Nhưng mà quan điểm về hôn nhân của em thì dù gì anh người chồng cũng là đàn ông ấy, thì ít nhất cũng phải nhường phụ nữ. Em chưa biết chuyện đó đúng hay sai, nhưng mà ít nhất thì hai người cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng vấn đề ấy. Chứ đừng có bỏ đi nha. Em ghét mà đang nói chuyện một cái xong cái bỏ đi ngang vậy đó. Anh cảm thấy là em nói là yêu cầu một người đàn ông cao 1m7 để lên á. Anh chỉ có được 1m64 thôi. Thế dạ cái đó không sao. Cái đó nếu mà tình cảm nhiều thì nó sẽ bù lại. Em suy nghĩ nếu tương lai thì lúc nào mình hẹn hò với nhau, lúc nào kết hôn? Theo em là vạn sự tùy duyên, khi nào đủ tình thì nó sẽ tới. Anh đây anh xác định nếu mà quen nhau á thì tầm khoảng cuối năm 2022 thì sẽ cưới. Còn không thì anh cũng không chờ đợi, anh nói thật. Hoặc là anh có thể là anh cuối năm nay anh cũng cưới vợ á, anh có thể anh sang nước ngoài sống. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà lấy thì anh sẽ ở Việt Nam. Nếu mà em đã xác định được như vậy thì em có chuẩn bị gì về cái câu chuyện sau khi cưới không? Nói chung là em xác định nếu mà cưới thì em nói để mua nhà to thì em không biết là có đủ điều kiện hay không. Nhưng mà để kiếm cái nhà để đi vào đi ra đỡ phải ở phòng đó thì khả năng em có thể làm được. Tốt, bởi vì quá trình tích lũy của bạn cũng có. Bạn này đầy đủ kinh nghiệm để có thể xây đắp một cái ngôi nhà. Bạn này đầy đủ bản lĩnh để có thể vun vén cho gia đình. Vũ bước tới nắm tay bạn gái đi ha. Mình trao nhau một cái cảm xúc đầu tiên. Em gái đứng lên đi. Em gái rất là nhanh luôn đó nha, xích ra đây. Chương trình này đến thì cũng giống mình có cái duyên rồi. Thì nếu mà em cảm nhận mà anh là một người mà em cùng hợp gu của em á thì bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ. Không thì ok. Bạn em, anh run quá trời luôn. Anh cầm tay em và anh run như thế này. Thấy anh cũng chín chắn, trưởng thành. Nói chung là cũng gần giống như mẫu người của em. Thì mình cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu đi ạ. Nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Chúng ta cảm giác đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình, đây có thể là một nửa cuộc đời của mình. Nếu thật sự chúng ta thấy được điều đó, chúng ta hãy bấm. Còn nếu chúng ta thấy cái điều đó xa vời quá, người này không hợp với mình, không có điều gì để bấm cả thì không nên bấm. Chúng ta chỉ bấm khi con tim mách bảo là bấm thôi. Và bấm phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Trả lời cho tôi biết lý do vì sao mà chần chừ.
Hả? Anh chàng kia? Thì em nói với bạn gái thì cứ cho nhau cơ hội á, bấm nút là nếu mình tìm hiểu nếu hợp thì để tiến xa hơn, còn không thì... Thật ra tôi thích tính bạn gái nhất, rất là quyết liệt, rất là dễ thương luôn nha. Nếu mà chúng ta hợp ý nhau đó thì hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau nào. Đấy, tuyệt vời đấy. Tôi thích cái vụ nắm tay này nè. Nắm thật chặt. Đến bây giờ vẫn còn run luôn á. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Cố gắng cuối năm thông báo tin vui chúng tôi nha. Chúng tôi chờ đợi đấy. Và đây sẽ là món quà dành cho các bạn. Và cảm ơn các bạn. Như vậy là ngày hôm nay đã có hai cặp đôi bấm nút. Đúng rồi. Đúng không? Chúng ta thành công. Rất là vui. Đừng có nói là già cả, đừng có nói lớn tuổi gì hết á. Không có nói già cả. Không có kể gì hết trơn á. Em còn sớm lắm. Có một góc độ kinh doanh, có bạn gái đấy năng động một chút xíu để cộng tác trong công việc. Được không? Nhà gái năng động được không? Nhà gái bên đây hơi nhút nhát. Hơi nhát chút xíu. Hơi nhát ạ. Rồi một chút mình sẽ gặp nhau rồi mình bàn. Về không gia trưởng, không có tính kiêu kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ. Mình đáp ứng được nhu cầu bao nhiêu? Dạ em mát luôn này. Hả? Mát luôn. Mát luôn. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Thôi bây giờ mình giới thiệu lớn lên nha. Mời em trai. Lần đầu tiên cho em xin được chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên Nguyễn Tuân. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ em đang kinh doanh tự do. Nhưng mà Tuân quê ở đâu? Dạ em quê miền Bắc Nam Định anh. Rồi mời bạn nữ nè. Xin chào tất cả mọi người có mặt tại phim trường ạ. Em tên là Huỳnh Thị Song Hương, năm nay 38 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang ạ. Hiện đang làm việc tại Thủ Đức. Mình làm công việc gì ạ? Dạ em đang là nhân viên văn phòng ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Tuân là gì? Thì được cái hòa đồng ạ, đỡ mọi người. Em thì hơi nhút nhát tại vì khi gặp người phụ nữ mà đúng ý của mình thì không dám nói gì. Cái tật xấu gì không? Nhiều khi cũng hay nói nhiều. Mời nhà gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, biết làm hết việc nhà, biết chăm sóc giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em thì em ít nói và nhát, không tự tin trước mọi người ạ. Với một điều rất là đặc biệt nữa là không biết là bạn nam bên đó nghe xong không biết là có sợ không ạ. Em có cái tật là rất là giận rất là lâu ạ. Giận lâu á, giận dai á hả? Bạn biết chỗ nào cũng không bỏ qua luôn hả? Dạ đúng ạ. Ví dụ như vậy, cụ thể thì chuyện gì giận dai, dai là dai thế nào? Dạ em có giận một cái bạn kia tới 5-6 tháng gì đó. Bạn nó thiêu năng để miếng xong rồi em cảm thấy là hẻ dạ em thề lỗi cho bạn đó ạ. Năng nỉ 5-6 tháng mới được luôn á. Dạ. Mà làm gì giận dữ vậy trời. Thường thì cái mình... chuyện gì sẽ làm cho bạn giận lâu tới mức như vậy? Bạn đó với em thì chơi chung với nhau, làm chung công ty. Mà lúc đó thì em không có si vợ thì em nhờ bạn đó chở. Thì bạn đó không có chở, nó là trái đường không có chở. Xong người khác á, người khác con trai á thì có khi bạn đó chở thì bạn đó đồng ý. Nên là em không nói chuyện nữa và không chơi nữa à. Tự ái ha. Hơi tự ái. Nghe sợ không bạn trai? Dạ chắc em không sợ, tại vì sợ. Em như tầm tuổi này thì cảm giác cũng gọi là cũng có đôi lần thì cũng đã gặp gỡ và va chạm những giống như kiểu mình cứ tưởng tượng như kiểu trong công việc sẽ phải có thời gian và sẽ phải có chờ đợi. Rồi vậy là hay, coi như chịu đựng tốt á. Dạ. Rồi em trai đường tình duyên thế nào hả Tuân? Hồi còn ở ngoài quê thì có yêu một người. Lý do tại vì khi mà gặp gỡ rồi với qua công ăn việc làm nó không phù hợp anh. Tức là qua cái thời gian với lại công ăn việc làm, khi mà mình đi qua đi lại rồi thời gian nó không cảm thấy nó không phù hợp thì em xin rút luôn. Có mối tình nữa thôi. Có về sau đây nữa thì có vào trong Sài Gòn thì giống như kiểu là mình cũng thích nhưng mà mình không dám thổ lộ, như kiểu là yêu đơn phương. Một mối tình 2 năm và mối tình đơn phương. Dạ, cộng thêm thời gian mình cứ lo tập trung vào công việc để mình làm ăn thì mình cứ muốn phát triển sự nghiệp nên thành ra là mình cũng không có nghĩ đến cái tuổi. Bây giờ mình cũng đã lớn rồi, đến bây giờ quay lại thì thấy cảm thấy là cái tuổi nó rất là lớn. Và mình muốn xây dựng gia đình. Rồi, dạ.
Mời nhà gái. Em đã trải qua hai mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là lúc đó khoảng tầm 20 tuổi ạ. Là do cũng hiểu lầm, hai người hiểu lầm. Nên là thì sau đó em đi làm việc xa, em vô thành phố em làm. Thì cũng không ai giải thích luôn. Nên là chia tay. Và mối tình thứ hai thì quen khoảng 2 năm ạ. Rồi người đó có người khác. Ông Mai quá, giờ ngó gì nhà tôi vậy? Tại nghe giọng nói dễ thương quá. Đang rung. Dạ không, em đang rung ạ. Rung đúng không? Dạ. Nghe nhà rung gái nói giọng dễ thương thành ra là qua nhìn nữa mà xinh gái. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, người đó thì cao phải 1m65 trở lên. Nặng tầm 65 hay 70 gì đó. Tại em cũng hơi mập quá. Xong rồi có công việc ổn định ạ. Biết chăm sóc gia đình và không gia trưởng. Không có tính kiêu kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ. À. Mình đáp ứng được nhu cầu bao nhiêu? Dạ, em mát luôn này. Hả? Mát luôn, mát luôn. Rồi. Tự tin quá hả? Tự tin. Chào bạn. Dạ, chào chị. Bên kia yêu cầu là cao 1m65. Có luôn, hơn luôn. Em hơn mình khiêm tốn tí anh, mình vừa đủ luôn. Vừa đủ 1m65 mấy rồi, tôi đo rồi 652. Ta ngồi mà đo. Bây giờ em muốn bạn gái sao, em nói cho bà mối nghe coi giống như kia không? Em thì thích một bạn gái nhìn dễ chìn, về tương lai thì sống về cho gia đình, biết nội ngoại đôi bên. Hai người nếu mà hợp nhau thì mình sẽ về có một góc độ kinh doanh, có bạn gái đấy năng động một chút xíu để cộng tác trong công việc. Được không? Nhà gái năng động được không? Nhà gái bên đây hơi nhút nhát. Hơi nhát chút xíu. Hơi nhát ạ. Rồi một chút mình sẽ gặp nhau rồi mình bàn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với người thân, người em của em họ là em Tuyền. Rồi em họ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em là người thân của anh Tuân. Anh của em khá là nhút nhát nhưng mà được cái rất là chân thành. Về công việc á, thì em nghĩ là hai anh chị khá là hợp nhau á. Tại công việc của anh là kinh doanh, còn chị là làm văn phòng thì có thể là hỗ trợ lẫn nhau. Và một cái này em thấy có điểm chung giữa hai người là hai người đều biết nấu ăn. Anh Tuân cũng ăn rất là ngon và em thấy chị cũng biết nấu ăn và nội trợ thì em nghĩ là sẽ bổ sung cho nhau. Hai anh chị cũng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Cảm ơn bạn. Cảm ơn gái. Mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây có một mình á. Có Ngọc Lan ở đây, Ngọc Lan sẽ hỗ trợ cho bạn. Rồi, mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuân. Có bó hoa tặng em, chúc em trẻ đẹp mà anh. Bó hoa. Em cũng có, hôm nay em tới chương trình cũng có món quà tặng. Thì cái này em thấy cũng rất là thiết thực trong cuộc sống á, nên em cũng có món quà tặng anh. Và em cũng có chuẩn bị và khắc mấy câu thơ ở đây. Rồi anh cảm ơn em này. Dẫu trời, dẫu ngoài trời đang đổ nắng, anh có say nắng, em không. Tin em còn thiếu vắng anh. Tim em còn thiếu vắng anh. Câu này chắc trên mạng hay gì đó hay không là... em tự nghĩ ra á. Tự nghĩ ra luôn dạ, hả? Dạ em chuẩn bị món quà thứ 6 từ trước à. Hay quá vậy ta. Dạ. Rồi món quà ý nghĩa, cô gái rất là chỉnh chu ha. Giao lưu về ca hát chút cho nó thoải mái đi. Em trai hát bài gì đó tặng em gái, hai người đối diện mặt với nhau đi. Chưa dám hôn nhau, chưa lời thổ lộ, mà sao hơi thở như là của nhau. Chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao năm tháng giờ là của nhau. Anh nha. Anh thấy em sao? Em hỏi anh là anh thấy em sao? Có phải là mỗi người anh đang tìm kiếm không ạ? Nhìn em thì anh thì ấn tượng ngay ánh mắt đầu tiên. Anh nhìn em thì rất là ok. Anh bây giờ anh cũng run, nó không biết nói gì. Nhưng mà quan điểm em nhìn như anh thì em đánh giá anh như thế nào? Em thấy anh được ạ. Nói chung thì anh thì là một người nói chung cũng sống nội tâm lắm. Nhiều khi thì nếu mà sống về có thời gian để anh em mình tìm hiểu sâu á thì anh sẽ sống nội tâm nhiều hơn. Còn như kiểu như bây giờ thời gian anh em mình mới biết nhau thì nói chuyện rồi này kia chắc em cũng chưa hiểu hết được cái tính cách và cái mình sống nó như thế nào á. Ví dụ như anh em mình mà đến được với nhau thì em xác định anh em mình cưới luôn hay là như thế nào? Nếu mà đến được với nhau thì cưới luôn ạ. À, tại vì em cũng lớn tuổi rồi, em cũng không phải là còn nhỏ và phải tìm hiểu hoặc là như mấy bạn trẻ giờ phải yêu đương 2-3 năm rồi mới cưới ạ. Rồi, con của anh thì anh thích là một mẫu người chung thủy, đảm đang.
chăm lo cho gia đình. Mong muốn của anh thì em vẫn đáp ứng được. Em cũng là người biết chăm sóc gia đình lắm, và cũng có là hai bên nói chung là cũng có hiếu cha mẹ lắm vậy mà. Rồi hẹn hò sao đó? Như anh thì công việc anh tự do thì anh sắp xếp thời gian, anh gặp lúc nào thì cũng ok, không vấn đề. Chắc nếu mà được thì mình sẽ hẹn nhau vào cuối tuần này đi. Trời ơi, ở gần nhau thì gặp nhau mỗi ngày chứ sao gặp nhau cuối tuần. Giờ gấp lắm, bên đây người ta đâu, người ta là làm gì gấp như vậy, mà trẻ măng luôn. Tức là nhưng mà cái tuổi của người ta là cũng tuổi không có con trẻ có, không, người ta nói là nhất cự ly nhì tốc độ, phải lẹ làng lên, gặp nhau mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày. Hẹn lần đầu là thì tôi chuẩn bị cho nó kỹ, đúng rồi, quà cáp rồi hẹn chỗ nào ta tính toán, ta lên kế hoạch cho bất ngờ lãng mạn, phải có tuần thời gian chứ, hối quá nó cũng không được đâu. Ý mình là để đến cuối tuần để mình sắp xếp, đúng rồi như anh Quyền Linh nói là đúng sắp rồi, xếp công việc cho nó ổn định cái đã, đủ thứ cho buộc. Ta chuẩn bị sẽ tặng quà cho nó ý nghĩa. Làm gì làm phải nhanh gọn lẹ. Em gái rất là xinh đẹp, em đừng có tự ti gì hết. Đừng có nói là già cả, đừng có nói lớn tuổi gì hết á. Không có nói già cả. Không có kể gì hết trơn á. Em còn sớm lắm. Cô này buông ra nhiều người theo lắm á, theo nói dài dài luôn á. Thì dĩ nhiên rồi. Ừ. Cho nên là phải lẹ lẹ, nhất cự ly nhì tốc độ chứ, người ta nhiều người đeo đuổi lắm, một tuần mới gặp lần là 6 ngày, còn lại trong tuần là người khác gặp đó. Mai vậy em mướn nhà gần chỗ luôn, ở đó luôn. Sao vậy? Em phải xoay lại cái thời gian thì tối mai em hẹn gặp luôn. Đó. Vậy đi. Được chưa bà Bói? Được. Rồi, thật ra khi gặp cô gái này em có cảm nhận gì không? Em có rung, có rung rất nhiều. Rung rất nhiều luôn. Rung động nha, chứ không phải là rung cầm cập nha. Rung vậy là mệt lắm nè. Ở thiệt ha. Rồi, có rung động trái tim không? Dạ, có anh. Em có nhớ. Em có thấy chàng trai, em có thấy hợp với thấy suy nghĩ, những cái tưởng tượng của mình về người yêu lý tưởng không? Dạ có. Cô gái chưa có biết yêu lần nào hết trơn á. Làm nắm hai tay ha, tỏ tình gì đó đâu, em gái đứng lên. Mà mai là mối nó phải tới luôn rồi nắm. Nói vậy không mà kêu dùng tóc bất đạt. Cầm tay đúng không anh? Này, cầm tay xem nó có ấm không em? Đúng rồi đó. Yeah. Nắm chặt nha, nắm chặt nhìn 30 giây. Nhìn sâu thẳm vô trong mắt. 30 giây không liếc ở đâu hết. 30 giây bắt đầu. Nhìn đi, cô thấy gì trong mắt không? Em thấy tóe lửa tình rồi. Thấy tóe lửa tình rồi. À dạ. Yeah. Nói gì đó. Thì trước lâu nay mình đã ấp ủ và mình mơ ước. Dễ thương. Hình chắc như... chỉ có vậy thôi, văn em cũng chỉ có vậy thôi. Ừ vậy là hay rồi. Nhưng mà hình như gương mặt của cô gái bất biến luôn á. Không. Em vẫn như vậy. Em sao, em thấy sao em gái? Không thì cũng em... đúng những cái lời của em suy nghĩ nào mà bạn đã nói rồi ạ. À. Em nói lại luôn đi. Thôi em đi đang run mà. Không, chắc nhà trai muốn nhà gái nói mà. Em cũng cảm ơn chương trình hôm nay đã giúp đỡ cho em và bạn nam cũng như là người đó mà em cũng tìm kiếm bao lâu. Hay là chắc là thời điểm đã tới à, về cặp người đúng người à. Quan trọng là đúng người đó. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. 1 2 3 hết thời gian. Trời. Quyết liệt. Chúc mừng em. Vâng là quyết liệt. Chúc mừng hai bạn. Bây giờ nắm tay nhau. Ừ, ta ôm luôn rồi. Đó. Bạn gái tình yêu còn non trẻ lắm. Ôm chặt vô thử coi. Không lẽ giờ ôm cũng dại. Ôm chưa để nguyên. Tôi chụp tấm hình coi. Được quá. Chương trình. Rồi ok, đây là quà của em. Nhớ đưa bạn gái đi tâm sự nha, Tuân nha. Cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò, chúc họ sẽ sớm về chung một nhà. Bây giờ thì chúng ta đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời.